các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và thủ đô Abu Dhabi đã trở thành nơi trú ẩn tài chính cho giới nhà giàu trong những năm gần đây. Trong bối cảnh nước này đang tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế thay vì chỉ phụ thuộc vào doanh thu dầu. Xu hướng này diễn ra khi các thiên đường thuế truyền thống như quần đảo Cayman và quần đảo Viking thuộc Anh đang chịu sự soi xét nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý tài chính ở Mỹ và châu Âu. Trong khi đó Thụy Sĩ cũng đang tăng cường giám sát các tài khoản ở nước này. Một phân tích của Bloomberg News cho thấy, nhà tỷ phú trong lĩnh vực quỹ phòng hộ Ray Dalio, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance, CJ và gia tộc Adani của Ấn Độ, nằm trong số những người giàu có đã thành lập các công ty phục vụ mục đích đặc biệt SPV tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Abu Dhabi trong năm nay. Phân tích cho thấy, hiện có hơn 5.000 SPV tại thị trường toàn cầu Abu Dhabi, ADGM, tăng mạnh so với con số 46 SPV vào năm 2016. Theo số liệu từ Công ty Tư vấn Quản lý Tài sản MHQ, Người phát ngôn của ADGM cho biết SPV chấp nhận cả vốn đầu tư và tài sản bất động sản. Các công ty này cũng không có yêu cầu về số vốn tối thiểu hay giới hạn quốc tịch của cổ đông. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ gửi tiền ở đó hơn và hưởng lợi từ mức thuế thấp quy định không giới hạn quốc tịch của nhà đầu tư muốn thành lập SPV tại Abu Dhabi đã giúp nơi đây tiếp tục là nơi trú ẩn với các nhà đầu tư Nga, trong đó có tỷ phú ngành thép Vladimir Lysin, trong bối cảnh các nước phương Tây tăng cường các biện pháp trừng phạt sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine. ADGM được thành lập lần đầu vào năm 2013 và hoạt động hoàn toàn từ tháng 10 năm 2015 tương tự khu vực thương mại tự do khu vực tự do adgm có cơ quan quản lý tài sản chính cơ quan đăng ký pháp nhân hợp pháp và hệ thống tòa án riêng